Mẹ nè. Con à? Vẫn đang ngủ à? Ừ, tốt quá. Cứ ngủ đi cho lại sức con ạ. Này, chờ mẹ một lát nhá. Mẹ đang chuẩn bị mang cháo với gà tần sang đây. Wow, yêu quá nhá. Mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ không phải qua đâu mẹ ạ. Sao thế? Con quên mất. Spa con có chuyện, con phải qua luôn ấy. Con đi đâu thì cũng phải ăn chứ. Chờ mẹ mang sang luôn đây. Thôi làm sao mà kịp mẹ, con thay quần áo rồi. Đấy, cái ly còn gọi con đây này. Thôi mẹ ơi, mẹ cứ để ở cửa hàng nhá, xong rồi trưa con qua. Mẹ bảo đã. Alo. Cái con bé này, để đến trưa thì còn gì là ngon nữa. Nhiều đồ ăn này. Chị Lan ơi, chị Lan. Dậy vào trong phòng ngủ đi. Chị Lan quên đồ mỹ phẩm nên nhắn anh mang qua. Đức Anh đây à? Mang đồ vào chị đi. Dạ. Em vào đưa. Cái gì đấy? Chị say đấy à? Không, say gì. Mệt mệt thôi. Chị đang ở nhờ đấy nhá. Nhờ gì mà nhờ. Cái Hân nó bảo chị cứ coi đây như là nhà của mình. Có nhờ? Vâng. Tại lúc đấy em chưa biết chị ở nhà thế nào ấy. Thôi chả sao đâu. Để đưa anh dọn đi. Nó dọn quen rồi mà. Dọn quen cái gì? Hân chả đi ra say sưa suốt ngày gì. Đâu ra say suốt chị. Thì thoảng mà chị. Thế chắc là mẹ nói quá lời. Mà thôi nói chung ông dọn đi. Thôi chị đi ngủ đây, mệt lắm. Mà em cũng phải ngủ đi, nghỉ ngơi đi, dưỡng sức đi. May mà Đức em chưa hoạt động chứ không lại chập cháy như lần trước. Toàn nhắc lịch hòa giải đấy. Em chủ động xếp lịch đi. Anh theo lịch của em.
Thank you.